Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường nụ của cho em hôm nay. Hôm nay cơ sở của cho em tiếp tục lại lên cho các bác làm một bộ bàn ghế trường kỷ Huế ạ. Vâng, bộ này được làm trên nền là cây gỗ gụng hay còn gọi là gõ mật của mật này. Vâng, và cơ sở của cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng với em là 0912 862 834 ạ, em đã ghim trên màn hình rồi. Vâng, và vào đầu clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết hơn về bộ trường kỷ Huế này. Vâng, và bộ này gồm có là 6 món ạ, một băng dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn ạ, được làm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gõ mật của mật này. Miền Bắc chúng em gọi là gỗ gụ, còn miền Nam, miền Tây gọi là gõ mật và gụ mật ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về thông số kích thước của bộ bàn ghế này. Đó, chiếc mặt bàn này có kích thước chiều dài là 137 cm, chiều ngang là 65 cm và chiều cao là khoảng 75 cm. Đó, chiếc ghế đơn em đo phần tay là ngang là 80 cm và sâu khoảng 55 cm và chiều cao khoảng 106 cm, 118 cm ạ. Đó, chiều cao là 108 cm. Đó, chiếc đôn kẹp là có kích thước là 37 x 47 cm và chiều cao là 76 cm. Chiếc băng ghế dài có kích thước chiều ngang, chiều dài là 200 cm và chiều sâu là 55 cm và chiều cao cũng là 108 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ trường kỷ Huế này. Đó, và giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn ạ. Đó, đây là chiếc mặt đôn các bác nhé. Đó, đây là chiếc mặt đôn ở phía trước, đôn nhỏ ạ. Đó, và có thông số là 37 x 47 ạ. Và chiều cao khoảng 65 cm. Đó, phần mặt trong này được cẩn một cạnh cây hồng có nhé, cũng như là khung bao ngoài được cẩn là những ô trám và những cái đường dây neo. Đó, phần phía dưới chân bệ này đây cũng được cẩn hết những dây neo các nhé, chân được chạm vào đầu lân trầm móng ạ, phần diễu thì được đục chạm là những cái đường chim hoa cây. Đó, phần chân này thì cũng được cẩn là những cái cây trúc các nhé. Đó, những cây trúc rất là đẹp luôn. Đó, những cây trúc đó là cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Đó, chiếc đôn này được cẩn tứ diện ạ. Đó, là đây là chiếc mặt bàn. Chiếc mặt bàn này đó, phần bên trong là cẩn một cảnh một cây hồng các bác nhé. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu, rất là đẹp luôn. Đó, thay đổi từng góc nhìn. Đó, ná là ná liền tấm luôn các bác nhé. Đó, cẩn một cảnh một cây hồng bên trong đây, rất là đẹp luôn. Đó, khung bao viền ngoài thì cũng được cẩn là những cái ô trám và xen vào đó là những cây tiêu quý tùng trúc cúc ma. Đó, rất là đẹp luôn, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó, phần quây bệ đây thì cũng được cởi hết những dây neo. Đó, những dây neo chân cũng được đục chạm vào đầu lân chân móng ạ. Và chân bàn này em đo đây là vuông là 8 cm. Đó, rất là dày luôn các nhé, chân cũng được cởi là những cây trúc ạ. Đó, bốn xung quanh chiếc mặt bàn này. Đó, đục chạm rất là kênh bong luôn các nhé, rượu thì được đục chạm vào rượu chim hoa. Đó, liệu cũng cực kỳ là dày luôn. Đó, và được cẩn tứ diện bốn xung quanh của chiếc bàn này. Đó, chỗ này hơi chặt một chút em sẽ quay qua thôi, bác nào cần xem chi tiết hơn thì em sẽ quay video ngắn và gửi lại cho các bác qua số điện thoại Zalo của em là 0912 862 834 ạ. Đó, tiếp theo đây em sẽ giới thiệu sang chiếc ghế đơn. Chiếc ghế đơn này đó, phần bên trên này thì là vai cuốn các bác nhé. Đó, phần bên trên này thì được tạo thành một chiếc vai cuốn và được cẩn là những cái ô trám cũng như là cảnh bên trong đây là cảnh cây mai cải thọ hóa rồng. Đó, rất là đẹp luôn, ốc xà cừ 7 màu rất lánh luôn. Đó, cẩn rất là kỹ và dày dặn luôn các bác nhé. Khung bao cột này thì được cẩn những ô trám và những đường dây nhau. Đó, khung bao em đo ở đây là bằng 4 x 5 cm, rất là dày luôn các bác nhé. Đó, ô trám giữa của chiếc ghế đơn này được cẩn cảnh một cây hồng. Đó, ốc rất là đẹp luôn các bác nhé, hai bên đục chạm vào những cây đa. Đó, cần rất là dày dặn luôn các nhé, rất là kỹ luôn. Đó, phần tay tay là tay cuốn ạ, cũng được cần những cái ô trám và cây lục bình hoa mai. Đó, phần phía nô đục chạm ở đây đục chạm cảnh trúc mai ạ, hai bên. Đó, và cũng được cần tứ diện luôn, cần rất là dày luôn các nhé. Đó, các bác nào xem thực tế thì rất là đẹp luôn ạ. Đó, cần rất là dày dặn luôn, ốc rất là đẹp luôn. Đó, phần mặt ghế này thì cũng được cẩn ô trám dây neo các nhé. Đó,
Đó, phần quây bệ cũng đầy đủ cả tứ diện luôn, bộ ghế này cả tứ diện có nhé. Đó, phần chân, chân em đo đây là chân 10 cm, chân vuông 10 cm, rất là dày luôn, đục chạm là đầu lân chân móng ạ. Đó rồi em sẽ quay cho phần mặt sau, phần mặt sau của chiếc ghế đơn này. Đó, cũng được đục chạm những cái tổ ong các nhé, cũng như là cả những dây leo, những phần khung cột ạ. Đó, cả rất là dày luôn, chỗ này hơi chặt đây, em sẽ quay qua cho các bác. À, tiếp đến đây là một chiếc băng ghế dài. Chiếc băng ghế dài này thì phần bên trên cũng là vai cuốn thôi nhé. Đó, vai cuốn cũng được cả ô trám dài và cảnh cây mai cải thọ hóa đồng. Đó, rất là đẹp luôn, rất là kỹ luôn các bác nhé. Đó, siêu vip của bên cơ sở của tổ siêu của chúng em. Đó, phần phía dưới này ba ô trám, và phần trên này thì được đục chạm cây tùng và cá chép hóa rồng nhé. Nó đục chạm rất là kênh bong luôn. Khung ba cột này thì em đo đây có là bằng 4 x 5 thôi nhé. Nó rất là dày luôn. Đó. Phía dưới thì được kết hợp vào đó là 5 ô chám ạ. Đó, 3 ô chám đục chạm tích. Đó, và 2 ô được cận cảnh cây hồng thôi nhé. Đó. Rất là kỹ, rất là đẹp luôn. Đục chạm kênh bong luôn thôi nhé. Đó, đục chạm kênh bong. Đó, và nước cận những cái ô chám đây, dây neo rất là kỹ và chi tiết luôn các nhé. Nô này nô cũng dày luôn các nhé, nô dày khoảng 3 phân, hơn 3 phân, rất là dày luôn. Tiếp theo đến phần mặt ghế á, phần mặt ghế này ná ná liền tấm rồi. Và phần cái mặt ghế này cũng được cận hết những dây neo cũng như là những ô chám các nhé. Đó, phần chân là chân vuông 10 cm. Đó, chân vuông 10 cm vuông, cũng chạm đầu lân chân móng và cả những cảnh cây trúc ạ. Đó, phần bệ này đây được cả những cái đường dây neo. Đó, phần liễu thì được chạm là cảnh chim hoa các nhé, liễu chùm khoảng 11,5 12 cm. Đó, rất là chùm luôn. Đó, còn em sẽ quay sang phần hông ngang đây. Đó, phần hông ngang, phần hông ngang của chiếc ghế này cũng cả rất là kỹ luôn các nhé. Đó, phần tay cuốn này và những cái phần nô đục ở đây đục chạm cảnh trúc mai hai bên. Đó, và cần những ô chám dây neo rất là kỹ và dày dặn luôn. Đó, phần mặt sau của chiếc băng ghế dài đây, nó cần tứ diện luôn ạ. Đó, bộ ghế này cần tứ diện, cần rất là kỹ và dày dặn luôn. Phần lô thì được đục chạm tổ ong hết keo nha, nó đục chạm tổ ong rất là đẹp luôn. Đó, bộ này thì bên cơ sở của em đã hoàn thiện vắc đi rất là kỹ luôn, nên các bác chỉ việc mang về và dùng luôn. Và các bác nào mà xem mình không rõ hoặc nghe không rõ trong clip của bộ bàn ghế trường thể Huế này thì các bác hãy trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912 862 834 ạ. Em đã ghim trên màn hình rồi. Còn với bộ bàn ghế như thế này, bộ trường thể Huế 6 món, một băng dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn, thì bên cơ sở đồ gỗ trường lụa của em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 75 triệu. Đó, 75 triệu thì bên cơ sở của em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác và lắp đặt tại nhà cho các bác luôn. Đó, với bộ bàn ghế này thì là hàng tháo rời các bác nhé, tất cả những cái phần tựa phần tay này nó đều là hàng tháo rời, bên em sẽ tháo rời ra và vận chuyển tới nhà cho các bác và lắp đặt tại nhà cho các bác ạ. Vâng, thế nên là các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là vấn đề lắp ráp tại nhà cho các bác. Vâng, với giá chỉ có 75 triệu thôi, cơ sở của trường cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Vâng, và cơ sở của trường cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.